chính, Thánh Gregorio Cả. Thánh Gregorio Cả sinh năm 540 tại thành Roma. Thành phụ ngài là thượng nghị sĩ Roma và thành mẫu ngài là thánh nữ Celia. Gregorio học triết và đang khi còn rất trẻ, ngài đã được giao cho chức vụ quận trưởng thành Roma. Lúc thành phụ qua đời, Gregorio đã biến căn nhà to lớn của ngài thành một tu viện. Suốt nhiều năm, Gregorio đã sống như một ẩn sĩ tốt lành và thánh thiện. Sau đó, Đức Thánh Cha Pelagio II đã đặt ngài làm một trong bảy thầy phó tế của Roma. Khi Đức Thánh Cha qua đời, Gregorio được chọn lên thay thế địa vị của ngài. Gregorio thật lòng không muốn nhận vinh dự này chút nào. Tuy nhiên, ngài quá thánh thiện và khôn ngoan, đến nỗi mọi người đều nghĩ rằng Gregorio chắc chắn sẽ là một giáo hoàng tốt. Thánh Gregorio Cả cai trị giáo hội suốt 14 năm. Thánh nhân là một trong những vị giáo hoàng vĩ đại nhất của giáo hội Công giáo. Thánh Gregorio là nhà giảng thuyết lừng danh và ngài cũng viết rất nhiều tác phẩm. Ngài chăm lo cho mọi người trên khắp thế giới. Thật ra, Thánh Gregorio đã tự coi mình chỉ là một tôi tớ của mọi người. Thánh nhân là vị giáo hoàng đầu tiên sử dụng tước hiệu tôi tớ của các tôi tớ Chúa. Và từ đó về sau, mọi giáo hoàng đều đã sử dụng danh xưng này. Thánh Gregorio Cả có lòng yêu thương và quan tâm đặc biệt đến những người nghèo khổ và những người vô gia cư. Trong suốt nạn đói, thánh nhân đã nuôi sống rất nhiều người nghèo. Ngài đã phục vụ thành Roma. Trước đó bị những trận động đất và những cuộc xâm lăng tàn phá, ngài cũng nhạy cảm trước những bất công mà con người phải gánh chịu. Người ta nói rằng khi còn là tu sĩ, Gregorio nhìn thấy mấy em bé đang bị rao bán tại chợ nô lệ Roma. Thánh nhân đã tiến lại hỏi thăm và được biết các em đến từ Anh Quốc. Gregorio cảm thấy lòng mình trào lên một niềm khát khao mãnh liệt, muốn đem tình yêu Chúa Giêsu đến cho những người dân ngoại đang sống tại vùng đất này. Khi lên ngôi giáo hoàng, một trong các công việc đầu tiên Gregorio Cả làm là gửi các tu sĩ xuất sắc tới rao giảng Chúa Kitô cho những người dân thuộc Anh Quốc. Những năm cuối đời của vị giáo hoàng thánh thiện này đã trải qua rất nhiều đau khổ. Tuy vậy, Thánh Gregorio Cả vẫn tiếp tục công việc phục vụ giáo hội cho tới khi về trời. Thánh nhân qua đời ngày 12 tháng 3 năm 604. Mỗi sáng, chúng ta hãy quyết tâm trong ngày hôm nay, tôi phải làm được ít nhất một việc tốt lành nào đó. Rồi, chúng ta hãy noi gương Thánh Gregorio Cả, tâm niệm rằng sự vĩ đại chính thực hệ ở chỗ yêu thương phục vụ tha nhân vì lòng mến Chúa Kitô. Tin mừng nét.